Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2021 tại thị trường trong nước cũng như thế giới đều đi xuống khi vừa mới mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2021 được phát trên kênh Giá Cả Thị Trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong cuối ngày giao dịch hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, tại thị trường vàng trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào ở ngưỡng 56,75 triệu đồng trên lượng và bán ra là 57,35 triệu đồng trên lượng, giảm 100.000 đồng trên lượng so với giá cuối tuần trước. Hiện tại, chênh lệch giá mua và bán đã được giãn rộng lên 600.000 đồng trên lượng thay vì 300.000 đồng trên lượng như cuối tuần vừa rồi. Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch quanh mức 52,95 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 53,55 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra, giảm 200.000 đồng trên lượng so với cuối tuần trước. Tại thị trường vàng thế giới, giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới cũng đi xuống khi vừa mới mở cửa giao dịch đầu tuần. Lúc 9 giờ, giá vàng thế giới giao ngay ở ngưỡng 1.886 USD trên ao, giảm 5 USD ở mỗi ao so với giá đóng cửa cuối tuần. Ở thời điểm hiện tại cuối ngày hôm nay, vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.883,64 USD trên ao, giảm 7,33 USD so với lúc mở cửa phiên này là 1.890,97 USD trên ao. Diễn biến ở thời điểm hiện tại khá bất ngờ so với dự đoán của nhiều chuyên gia phân tích và nhà đầu tư trong cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng trong tuần tới của Kitco trong cuối tuần vừa qua. Hầu hết các ý kiến nhận định giá vàng có thể trở lại ngưỡng 1.900 USD trên một ounce. Hiện vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 52,5 triệu đồng trên mỗi lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 4,8 triệu đồng trên lượng. Việc giá vàng SJC giảm chậm hơn đà đi xuống của vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giãn rộng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở ngưỡng 23.140 đồng trên 1 USD, tăng 2 đồng trên USD so với cuối tuần trước. Giá USD ở Ngân hàng Thương mại được giao dịch quanh ngưỡng 22.945 đồng trên 1 USD ở chiều mua vào và 23.145 đồng trên 1 USD tại chiều bán ra, giảm 5 đồng trên 1 USD. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng tới giá vàng? Dữ liệu kinh tế yếu hơn sẽ tốt hơn cho vàng. Nhiều người cho rằng báo cáo việc làm sẽ đánh bại kỳ vọng về các dữ liệu kinh tế khác. Nếu việc làm tiếp tục tồi tệ, Fed sẽ cũng không coi lạm phát là một vấn đề và lợi suất cũng không có khả năng tăng lên. Điều này là tốt cho vàng. Ngoài ra, báo cáo việc làm cho thấy tỷ lệ tham gia lao động tiếp tục ở mức thấp. Đây là một mức báo động đỏ. Điều này có nghĩa là Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh miễn là các điều chỉnh đó cần thiết để tăng tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường. Theo chuyên gia của TD Securities, Barrett Malik lưu ý. Theo nhà môi giới hàng hóa cao cấp của LGO Future Bo Habaco cho hay, nhìn chung xu hướng tăng giá của vàng trong tháng 5 vẫn còn nguyên vẹn cho đến thời điểm hiện tại, và theo ông Habaco nói, xu hướng tăng sẽ tiếp tục dựa trên dữ liệu việc làm, vàng sẽ cố gắng quay trở lại mức cao nhất của tháng 8. Tôi thấy giao dịch vàng đã tăng trở lại mức 1.920 USD trên ao vào đầu tuần tới. Điều duy nhất có thể phá vỡ đà tăng của vàng là Fed thay đổi chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo. Tuy nhiên, trên thực tế ở thời điểm hiện tại lại không như vậy. Giá vàng quay đầu giảm, tuy nhiên mức giảm khá khiêm tốn. Thị trường vàng gặp khó khăn trước sự tăng giá của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Cùng thời điểm này, chỉ số đô la index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ khác trong rổ tiền tệ tăng nhẹ, tăng 0,06% lên ngưỡng 90,190 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 1,581% USD và lợi suất của Mỹ đã hồi phục khá tốt sau khi giảm khá mạnh vào thứ 6 tuần trước vì số liệu việc làm tháng 5 không như dự kiến. Bên cạnh đó, dòng tiền lớn cũng đã quay trở lại mua vàng. Phiên cuối tuần trước, SPDR đã mua vào 1,41 tấn, nâng lượng vàng nắm giữ lên 1.043,16 tấn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường vàng thế giới. Tiếp theo bản tin là một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay, ngày 7 tháng 6 năm 2021 như sau. Cùng với xu hướng của thị trường vàng thế giới, giá vàng tại thị trường vàng trong nước tiếp tục đi xuống, cụ thể như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua
và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Doji Hà Nội mua vào 5.665.000, bán ra 5.725.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Phú Quý SJC chiều mua vào là 5.673.000, bán ra 5.720.000, giảm 120.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 230.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank mua vào 5.670.000, bán ra 5.720.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua. Chiều bán ra thì không có sự thay đổi. Tiếp theo là giá vàng ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tiếp tục suy giảm, giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 250.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Nha Trang mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Cà Mau mua vào 5.660.000, bán ra 5.722.000. SJC Bình Phước mua vào 5.658.000, bán ra 5.722.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.657.000, bán ra 5.723.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC tại khu vực miền Tây mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.660.000, bán ra 5.720.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào là 5.662.000, bán ra 5.725.000. Tiếp theo là giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC. Ở phiên cuối ngày hôm nay, giá vàng bốn số 9 và vàng nữ trang SJC tiếp tục suy giảm, biên độ giảm nhẹ trong khoảng từ 62 đến 150.000 đồng trên mỗi lượng. Cụ thể như sau: nhẫn bốn số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.290.000, bán ra 5.350.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 5.250.000, bán ra 5.320.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.167.3000, bán ra 5.267.3000, giảm 149.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.805.4000, bán ra 4.005.4000, giảm 113.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 2.916.9000, bán ra 3.116.9000, giảm 87.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào là 2.033.7000, bán ra 2.233.7000, giảm 62.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.